cứ 10 người mắc COVID-19, có 8 người không triệu chứng hoặc chỉ bị bệnh nhẹ, có thể theo dõi và điều trị tại nhà. Cần làm gì khi bản thân hoặc gia đình có người nhiễm COVID không triệu chứng hoặc COVID nhẹ đang điều trị tại nhà? Khi có triệu chứng, dù chưa có kết quả xét nghiệm, bạn hãy thực hiện ngay các điều sau. 1. Cách ly vào một phòng riêng để hạn chế lây cho những người còn lại trong gia đình. Dùng riêng một phòng vệ sinh nếu có thể. 2. Thường xuyên lau chùi tay nắm cửa, mặt bàn, các bề mặt tiếp xúc bằng cồn 70 độ. Phòng ốc phải thoáng đãng, mở cửa sổ để thông khí tốt, không dùng máy lạnh. 3. Ăn uống riêng tại phòng. Mọi vật dụng cung cấp cho người bệnh được đặt trên bàn ở trước cửa phòng để hạn chế tiếp xúc tối đa. 4. Sử dụng thùng rác có nắp đậy, có bao rác riêng. Khi bỏ rác thì cột túi rác và xịt khử khuẩn bên ngoài bao rác. Tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cách nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc. Súc họng ngày 3 lần bằng dịch sát khuẩn dành cho vùng họng họng. Xịt mũi bằng iodopovidone 1%, chlorhexidine 0.12%. Nếu không có sẵn các dung dịch trên, bạn có thể súc họng bằng nước muối ấm. 3. Ăn uống đủ chất, có thể uống nước chanh mật ong ấm, nước cam, bạn có thể bổ sung thêm multivitamin. Khi bạn bị sốt hoặc đau nhức cơ, bạn có thể uống hạ sốt bằng paracetamol 500mg một viên mỗi 6 tiếng và không quá 4 viên một ngày. Covid có thể gây ho khan, bạn có thể dùng thuốc ho thông thường. Khi bị nghẹt mũi hoặc sổ mũi, bạn có thể nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý natri chloric 0.9% và uống thuốc kháng dị ứng. Hãy giữ lối sống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để hệ miễn dịch được khỏe hơn. Dù lúc đang bệnh, bạn cũng nên giữ thói quen tập thể dục nhẹ nhàng, ít nhất 30 phút một ngày. Hãy tập thở bằng kỹ thuật thở chúm môi, thở bụng và luyện tập ít nhất 5 phút một lần và 3 lần một ngày để tăng lượng khí đi vào phổi. Khi biết mình bị mắc Covid, bạn có thể lo lắng, sợ hãi, buồn bã, thậm chí giận dữ. Đó là cảm xúc bình thường. Hãy chấp nhận và cùng nhau vượt qua bạn nhé. Hãy liên lạc với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để được chia sẻ. Hãy giữ tinh thần lạc quan và sống tích cực. Tự theo dõi tại nhà, đo nhiệt độ ít nhất 2 lần mỗi ngày hoặc mỗi khi cảm thấy bị sốt cho đến khi hết sốt 48 tiếng. Đếm nhịp thở ít nhất 2 lần một ngày. Nhịp thở của chúng ta bình thường 16 đến 20 lần một phút khi nghỉ ngơi. Nếu có máy đo nồng độ oxy trong máu hay còn gọi là SpO2 thì tự kiểm tra SpO2 của mình. Bình thường trên 95%, ghi nhật ký nhiệt độ, SpO2, nhịp thở. Người nhiễm COVID không triệu chứng hoặc bệnh COVID nhẹ có thể diễn tiến nặng hơn, nhất là giai đoạn ngày thứ 5 đến ngày thứ 10 kể từ khi khởi phát triệu chứng. Ở giai đoạn này, chúng ta nên đếm nhịp thở hoặc đo SpO2 mỗi 4 giờ. Những dấu hiệu báo động bao gồm khó thở, hít vào không đủ hơi, cảm giác ngột, nhịp thở tăng trên 24 lần một phút, SpO2 giảm dưới 95%, tím tái ở môi và đầu ngón tay, đau ngực liên tục, không tỉnh táo, lừ đừ. Nếu bạn cần trợ giúp y tế khẩn cấp, bạn có thể liên lạc 115, y tế phường hoặc số hotline 1022 bấm số 3 hoặc 1800 1119. Trong lúc chờ đợi được trợ giúp y tế, hãy tập thở sâu hoặc nằm sấp để tăng lượng oxy vào phổi. Trong 80% trường hợp, bạn sẽ vượt qua và hồi phục tốt. Khi xét nghiệm âm tính, bạn sẽ được hướng dẫn tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Khi kết thúc cách ly, bạn đã chiến thắng và có thể quay lại cuộc sống bình thường.